Tối qua lúc đó tôi ngủ rồi, tôi không biết gì cả. Chuyện này các người đừng có hỏi tôi, các người đến phòng quản lý mà hỏi. Cái cô gái này sao lại không biết lý lẽ như vậy? Nhà các cô bị rỉ nước mà vẫn không xử lý, đúng không? Chúng tôi vẫn ở được. Rỉ làm sao chúng tôi biết được là do cái gì? Tôi nói cho cô biết, nhà cô bị rỉ nước mà không tìm được nguyên do, cũng đừng tìm chúng tôi để trút giận, biết chưa? Còn nữa, cái gì mà nhà đi thuê, cô đừng có cho là nước bẩn gì cũng đều là từ nhà thuê của chúng tôi chảy ra hết. Này cô hàng xóm, giúp chúng tôi phân tích cho cô gái này đi. Cô nói xem nhà cô ấy bị rỉ nước, cô ta còn lý sự để không cho chúng tôi vào kiểm tra. Tôi nói cô biết, tôi chỉ nói lý lẽ với người biết đạo lý mà thôi. Tôi không nói lý lẽ với người xem thường. Nhà đi thuê các người muốn vào có phải không? Được, các người bước qua xác của tôi mà vào. Vậy cô muốn thế nào? Cô muốn thế nào? Muốn gặp nhau ở tòa có phải không? Nói tử tế thì lại không nghe. Thế nào? Phải gặp nhau trên tòa thì cô mới đồng ý có phải không? Không tự trọng. Ai không tự trọng? Cô vừa nói là ai không tự trọng sao? Là cô tìm tôi gây sự trước mà. Cô không tự trọng. Cô không tự trọng. Cô không tự trọng đấy. Anh không sao chứ? Cẩn thận chứ. Cô gái mở cửa đi, mở cửa. Cô gái, cô có mở cửa không? Tôi nói cho cô biết, chân của tôi mạnh lắm đó. Cô mà không mở cửa, tôi đạp hỏng cửa thì đừng có trách tôi. Em nói cho anh biết, cô ta ghê gớm lắm, không biết nói lý lẽ. Mở cửa ra. Chị Phan à, người phụ nữ ở dưới lầu cùng với chị quản lý đến tìm em rồi. Họ muốn vào phòng của chúng ta để kiểm tra. Bây giờ em phải làm gì đây? Mở cửa để cho bọn họ kiểm tra. Xin lỗi, là điện thoại công việc. Nếu họ vào kiểm tra có vấn đề gì thì em bảo họ đi hỏi phòng quản lý. Nhưng nếu không có vấn đề gì thì đừng để cho họ vào kiểm tra, nghe rõ chưa? Và còn nữa, lúc họ kiểm tra thì tốt nhất là em nói ít thôi, mà tốt nhất là đừng có nói gì để tránh bị họ bắt bẻ. Nhưng mà em vừa cãi nhau với người phụ nữ đó rồi. Sau đó thì người đàn ông đã đá thẳng vào cửa nhà mình. Nếu như bây giờ em mở cửa, em sợ hắn ta sẽ đánh em. Tiểu Quang vẫn chưa về sao? Vẫn chưa về cả. Một mình em không phải là đối thủ của hai người đó. Bây giờ em phải làm như thế nào? Em đó nhất quyết là không được mở cửa, nghe rõ chưa? Bây giờ chúng ta không thể chịu thiệt được. Bây giờ thì người đàn ông đó còn chửi nữa, chửi rất là khó nghe. Chị nghe đi, tôi nói cho cô biết nha, cô gái. Nhà cô rỉ nước xuống nhà tôi, cứ để cho họ chửi đi. Chửi cái gì em cũng không được nói lại. Chị không tin là họ chửi được cả đêm. Vậy nếu nhân viên quản lý hỏi, em ngông quá. Em nói là mình thân con gái nên không mở cửa, đợi người ở lầu dưới bất giận, đợi ba người giải quyết xong thì chúng ta mới mở cửa cho họ, để họ kiểm tra không được sao? Em biết rồi. Chị tắt máy đi. Cô gái à, mở cửa đi, mở cửa đi. Tôi nói cho cô biết nhé, cô có mở cửa không? Chân của tôi rất khỏe đấy. Nếu mà cô không mở cửa, tôi đạp hỏng cửa thì đừng có trách tôi. Mở cửa. Tôi nói cho cô biết, rỉ nước cả một đêm. Không phải nhà của các cô thì nhà ai chứ? Chính là nhà của các cô đấy. Tôi nói cho cô biết nha, cô gái. Nước nhà cô rỉ xuống nhà tôi cả đêm. Hàng xóm quanh đây cãi nhau rất to. Tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Tiểu Trịnh, giám đốc à, cô tránh sang một bên. Giám đốc, để tôi giải quyết. Tôi chính là giám đốc quản lý khu nhà này. Giám đốc quản lý, cô gái, nói cho cô biết, giám đốc lên đây rồi, cuối cùng cô cũng phải mở cửa thôi. Thú vị như vậy sao? Cô gái mở cửa ra, tôi là giám đốc quản lý khu nhà này. Cô nhìn đi, anh ấy thật sự là giám đốc. Tôi là giám đốc quản lý, cô mở cửa ra đi, chúng ta cùng thương lượng. Trong nhà chỉ có một cô gái, tôi sợ lẽ mấy phải chịu thiệt thòi rồi. Tôi là giám đốc quản lý đây. Cô mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Âm ý một chút cũng được. Không khí cãi nhau rất có lợi với em. Có đánh nhau không? Sớm muộn gì cũng phải gặp nhau thôi. Đúng rồi, có chuyện gì từ từ giải quyết có được không? Không có vũ lực. Chỉ cãi qua cãi lại vài ba câu thôi. Xem ra là đổi thành chiến lược lâu dài rồi. Em về rồi sao? Tôi đợi hai người lâu lắm rồi. Thức ăn nguội hết rồi, nhanh vào nhà đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh vào đi, thức ăn nguội hết rồi. Nhanh. Không đúng nha. Cô gái đó là ở phòng này mà. Em có chắc không? Em nhìn quen quen, nhưng không dám chắc.
Mở cửa, cô gái. Hình như là rỉ nước xuống tầng dưới rồi. Bọn họ chạy lên đồ kiểm tra phòng của mấy người. Ai ngờ là tiểu khu cãi nhau với bọn họ. Hơn nữa hình như người chồng ở tầng dưới muốn động thủ. May mà tiểu khu chạy nhanh. Hai người đừng có ra dội, tránh bị tai bay vạ gió. Cũng đỡ xảy ra xung đột lớn. Hình như là lỗi của em, đêm qua em giặt quần áo. Em giặt một nửa rồi đi ngủ. Lúc em dậy thì cả phòng đều là nước. Em đã nhanh chóng tắt máy giặt đi, nhưng em phát hiện là nước đã tràn ra. Em cho thoát nước mãi mới hết. Người ta đã tìm đến tận nơi rồi. Em đi chịu trách nhiệm. Anh nghĩ là chuyện này cũng không phải hoàn toàn là trách nhiệm của em. Có lẽ là ống thoát nước nhà em không tốt. Nếu như thật sự truy cứu trách nhiệm thì có lẽ cũng là một phần trách nhiệm của quản lý. Em chỉ cần đảm bảo với họ lần sau dùng nước cẩn thận một chút là được rồi. Không thì như vậy đi. Anh ra nói vài câu với bọn họ để tránh sau này hai người đều không ra khỏi nhà được. Lâm Sư Quân, sao anh lại có ý tốt như vậy? Không có gì đâu, anh là người ngoài cuộc, sao họ có thể trút giận lên đầu của anh được? Hơn nữa, dù sao thì cũng phải có người đàn ông ở trong nhà chứ. Chí ít anh ta cũng sẽ bình tĩnh lại, không sao đâu. Giám đốc đến rồi thì cô nên mở cửa đi, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Mọi người ai mà không muốn ngủ chứ? Anh bạn à, chúng ta nhỏ tiếng chút đi. Anh xem cũng gần nửa đêm rồi, tiếng to như vậy làm ảnh hưởng đến hàng xóm, cũng không tốt đâu. Nếu như truy cứu trách nhiệm, thật ra cũng không nên truy cứu với một cô gái, mà phải tìm phòng quản lý. Chắc chắn là ống thoát nước của họ không tốt. Người này chính là Lâm Sư Huynh sao? Xem ra cũng không tồi đó chứ, tư duy cũng rất logic. Cậu ta đang theo đuổi em sao? Không phải. Anh ấy không theo đuổi em. Anh ấy mang đặc sản dưới quê lên cho em, nhưng em không có thời gian để lấy, nên tiện thể anh ấy mang qua đây cho em. Tiện thể tặng em quà ở nhà quê, còn tiện thể giải quyết rắc rối cho em. Giải quyết xong rồi sao? Nhưng mà anh nói anh là người lớn, tất gì anh phải tính toán với cô ấy. Tôi không muốn hét lên đâu, từ trước đến nay tôi chưa hề. Tôi ở tòa nhà này bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ làm như thế. Cô ấy đã chửi tôi đã được rồi, bình tĩnh đi. Nếu đã vậy, trước hết phải giải quyết chuyện này, từ từ giải quyết có được không? Vậy anh nói xem chuyện này phải giải quyết như thế nào. Vậy thì như thế này, đợi tôi bảo cô ấy mở cửa, sau khi mở cửa anh nhanh chóng cử người vào kiểm tra. Được rồi, để tôi cử người đến. Được rồi, làm theo anh ta đi. Anh gõ cửa bảo cô ấy mở cửa. Chúng tôi không tức giận nữa, cũng không động tay chân nữa. Đúng rồi, tôi bảo đảm đấy. Được, chúng ta giải quyết cho xong đi. Điều sẽ tốt cho mọi người thôi. Đúng, rất đơn giản, không vấn đề gì. Cảm ơn, không có gì. Chúng ta đều nói chuyện rất tốt. Tôi cảm thấy khả năng thương lượng của Lâm Sư Huynh rất tốt. Con mắt của em không tồi đâu. Được, không có gì. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tiểu Quang à, anh đã nói với những người ở tầng dưới rồi. Em nói bạn hãy mở cửa ra đi, cho các thợ sửa vào trong xem thử. Được rồi. Chị đã hét vào mặt của bà cô không tự trọng, cô không tự trọng. Sau đó thì làm cho cô ta sợ chết khiếp. Thật đấy. Pizza mọi người. Cảm ơn ạ, dao nĩa. Cảm ơn nhé, không có chi. Cậu chính là vị Lâm Sư Huynh mà Quang Quang thường nhắc đến. Xin chào, tôi thực sự phải thay mình và hai đứa em gái cảm ơn cậu. Chị đừng có khách sáo như thế. Tiểu Quang là đàn em của tôi và đây là chuyện tôi nên làm. Anh khách sáo quá. Hôm nay mà không có anh thì mọi người đều phải bị gã kia giễu võ dương oai rồi. Cảm ơn anh, không có gì. Đúng vậy Lâm Sư Huynh, hôm nay rất cảm ơn anh. Em đừng có khách sáo như vậy, anh cầm giúp em. Tránh đường giùm tôi một chút đi. Được rồi, vậy mọi người vào xem đi. Dung đất à, đến phòng em đi ăn pizza đi. Vì sao ạ? Vì em đói rồi mà. Vậy em đi. Tìm ai vậy? Tôi tìm hai cô gái vừa mới bước vào đây. Hai cô gái vừa mới bước vào đây, đúng rồi. Tóc dài hay là tóc ngắn, tôi giúp anh gọi họ cho. Họ đồng ý thì tôi mới có thể để cho anh vào. Người đó tóc dài như vậy. Tóc dài à? Vậy xin lỗi anh, tôi không thể giúp anh gọi rồi. Họ là người thuê nhà. Họ ở trong nhà không có lắp đặt thiết bị chuông báo. Người thuê nhà ư? Cô không nhớ nhầm đấy chứ? Không nhầm đâu. Bạn của anh tên là gì? Phan Tiểu Mỹ. Vậy đương nhiên không phải nhầm rồi, cô gái phòng 2202 cùng thuê chung nhà. Anh có chuyện gì quan trọng không? Có cần tôi lên lầu gọi giúp cho anh không? Không, không cần.
Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi gọi điện cho họ là được rồi. Thuê chung nhà. Lâm sư huynh này cũng không tồi đâu. Dung đất à, em nói xem phản ứng của em chậm quá đó. Nếu chị không kịp kéo em đi thì em vẫn còn đứng đó làm kỳ đà cắn mũi. Có nghĩa là sao? Ý chị là Lâm sư huynh có tình ý với Tiểu Quang sao? Em nói rồi mà. Nhưng cũng đúng. Nếu không có tình ý gì thì làm sao lại đến giúp em ấy đi? Số Tiểu Quang thật tốt. Nhiều đàn ông theo đuổi em ấy như vậy, có nhà có xe, lại còn là phóng viên, cũng không có gì kỳ lạ. Thanh niên xuất sắc hầu hết đều thích kiểu con gái như Quang Quang. Gia đình gia giáo không phức tạp. Sau này ba mẹ có sinh lão bệnh tử cũng không đảm bảo. Hơn nữa công việc cũng tốt, tính cách cũng tốt. Lấy vợ như vậy là vất vả một lần, nhàn nhã cả đời cũng không hẳn là như vậy đâu. Nhưng Tiểu Quang một cái là biết, con gái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ôn nhu nhuận ngọc, ai mà không thích sống cùng với kiểu con gái như vậy? Vậy cũng đúng. Đàn ông bây giờ chẳng ngốc một tí nào cả, yêu đương đùa vui thì có, nếu thật sự kết hôn đều suy nghĩ mọi khía cạnh. Em có chút ngưỡng mộ Tiểu Quân rồi. Đàn ông tinh anh thì sẽ không theo đuổi em. Em chỉ có thể cùng với bạch khốn nạn, cùng loại đàn ông như vậy yêu nhau mà thôi. Phàn Tiểu Mỹ à, bây giờ đàn ông trung niên có gia sản, có đắt giá như vậy không? Đương nhiên. Bây giờ đàn ông để kết hôn phải có đủ điều kiện như có nhà, có xe. Đây là điều kiện cơ bản của đàn ông sắp kết hôn. Vậy nếu có biệt thự, có xe xịn tiền triệu, đây thực sự là thịt đường tăng. Đó là ước muốn của biết bao cô gái, có biết không? Ở trong mắt đàn ông bình thường bây giờ chỉ có tiểu thịt tươi vừa ra khỏi cửa. Nếu thực sự phải bàn chuyện cưới xin, vẫn là bạch phú Mỹ mới môn đăng hộ đối như chúng ta. Như tôi, căn bản nghĩ đến cũng không dám. Chị Phan, em đột nhiên nghĩ ra rồi. Chị nói nếu vừa rồi cô gái ở tầng dưới đi lên tìm em mà rất lịch sự, nói với cô ta sự thật, vậy hai người sẽ không cãi lộn có phải không? Nhưng em chưa từng nghĩ qua là nguyên nhân rò rỉ không có đơn giản như vậy. Toàn bộ trách nhiệm sẽ do chúng ta gánh nếu cô gái ở tầng dưới thấy chúng ta dễ thương lượng rồi bắt chúng ta bồi thường thì phải làm sao? Nếu quản lý thấy chúng ta dễ bị bắt nạt, nó không chừng bây giờ sẽ không công bằng như vậy thì phải làm sao? Hôm nay may mà em cùng họ cãi với nhau khiến họ biết khó mà lui. Nếu không thì không biết phải làm thế này, vậy nên phải đánh phủ đầu trước. Nhưng Dung Đất Cà sau này học theo Lâm sư huynh, trong lời nói phải có hàm ý, trong lời nói phải âm thầm cảnh báo bọn họ. Đến lúc này em đi mới hiểu tại sao Phàn Tiểu Mỹ biết đối nhân xử thế như vậy, lại chỉ bơi giữa một dòng sông trống như vậy. Vốn là một người trải đời trong phòng làm việc, Andy không khỏi thấy tiếc cho cô ấy, có lòng muốn nhắc nhở lại không biết nên mở lời thế nào. Cậu biết tình hình cô ấy gần đây như thế nào không? Phàn Tiểu Mỹ hả? Người yêu cũ. Cậu muốn biết tình hình gần đây của cô ấy? Đừng trêu tôi nữa, tôi thật sự tìm cô ấy có việc. Cậu có thể cho tôi biết cô ấy bây giờ như thế nào không? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là cô ấy đang ở Thượng Hải làm cho một công ty nước ngoài, hình như là vẫn như bình thường. Họp mặt bạn bè cũ cũng không tham gia. Nghe Toàn Tử nói là bây giờ cô ấy vẫn còn đang. Thời gian trước còn cho cô ấy mượn tiền, rất lâu sau đó mới trả. Cảm ơn nha. Không có gì. Em ăn no rồi. Em quay về xem chú ý làm như thế nào rồi. Em đi đây. Cảm ơn chị Andy. Lại quay về làm kỳ đà cản mũi nữa rồi. Con bé này thật sự là muốn làm bóng đèn quay quanh bọn họ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để cho bọn họ phát triển chậm một chút. Đàn ông nếu quá dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng. Phàn Tiểu Mỹ, tôi có một vấn đề cần nhờ cô tư vấn. Nếu có người rất chân thành theo đuổi tôi, chuyện gì cũng đều vì tôi mà suy nghĩ, cô nói xem tôi có nên nhận lời anh ấy không? Anh Ngụy mà lần trước nhắc đến là anh ấy. Trước đây cùng với anh ấy nói chuyện vài câu chuyện của tôi, vì vậy anh ấy khẳng định tôi thích anh ấy.
Hơn nữa lần trước có người công kích tôi trên mạng. Anh ấy đặc biệt từ nước ngoài về để thổ lộ với tôi. Anh ấy nói anh ấy đợi câu trả lời của tôi. Nhưng tôi lại sợ rằng anh ấy, sợ rằng tình cảm của cô với anh ta chỉ là sự thiện cảm hoặc là tình bạn. Tôi cũng không biết. Tôi trước đây tôi chưa từng có kinh nghiệm sống cùng với người khác. Tôi sợ nếu chỉ là một chút hiểu nhầm nhỏ, tôi sẽ liên lụy anh ấy. Xem ra cô không hề cự tuyệt được sự theo đuổi của anh ta. Thế nên tôi khuyên cô hãy hưởng thụ việc được theo đuổi đó đi, thử phát triển tiếp theo. Nhưng mà có điều này tuyệt đối là đừng lấn vào sâu quá. Nam nữ yêu đương giống như là đánh cờ vậy, lấn vào quá sâu sẽ dễ bị tổn thương. Cho nên bảo thủ hợp lý chút, giành quyền chủ động vào tay mình. Cũng giống như cô và bạn học Dương kia sao? Andy, tôi xem cô là bạn, nên sẽ đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ mấy chuyện này, cũng cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của cô. Cô sẽ không thấy tôi quá ích kỷ chứ? Không hề. Tôi, mỗi người ai cũng đều có cách sống của riêng mình. Tôi sẽ không bình phẩm cái này. Đương nhiên là tôi thấy cô là một người cô gái thông minh. Người thông minh sẽ không nước chảy bèo trôi, chỉ nghĩ đến bản thân, cũng còn có trách nhiệm mà. Có lẽ ở bên kia đã xong rồi, tôi về trước nhé. Còn giúp Quang Quang tiễn vị sư huynh kia nữa. Tôi thu dọn cho cô nhé, không cần đâu. Mấy lời ban nãy tôi nói không có ý gì khác đâu. Cô nghĩ nhiều rồi đó, tôi còn phải cảm ơn cô nữa chứ. Nếu không phải hôm nay có mọi người ở đó thì có thể ở dưới tầng dưới vẫn gây sự nữa đấy chứ. Bye bye nha.